Bạc Liêu, xin cất chòi, nhưng làm nhà gỗ tiền tỷ trong rừng phòng hộ. Một công ty điện gió ở Bạc Liêu làm đơn gửi cơ quan chức năng xin cấp chòi để quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, nhưng qua kiểm tra thì công ty này làm nhà gỗ 2 tầng, trị giá tiền tỷ. Xin cấp chòi để quản lý, phòng hộ rừng. Thời gian gần đây, người dân ven biển Bạc Liêu vô cùng bức xúc khi một số hộ dân, công trình, quán ăn xây dựng tạm bợ gần đê biển Đông bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc tháo dỡ. Còn căn nhà gỗ 2 tầng trong rừng phòng hộ xung yếu do một công ty điện gió xây dựng thì không bị xử lý. Ngày 21 tháng 12, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu cho biết ngày 5 tháng 6 năm 2021, ông Đào Hải Linh, đại diện công ty Chính Phú Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1, làm đơn gửi ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu xin cấp chòi để quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ. Nơi xin cấp chòi thuộc ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Quy cách cất theo chữ thập, ngang 16m, dài 17m, diện tích 212m2. Kết cấu nhà sàn lót ván, khung dầm tre, gỗ, mái lợp vọt. Vị trí chòi cách chân đê 50m về phía biển trên nền đất trống và không gây ảnh hưởng đến cây rừng. Đơn xin này được ông Lê Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu, xác nhận đồng ý. Nhưng làm nhà gỗ tiền tỷ trong rừng phòng hộ. Tuy nhiên, mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục Thủy lợi, Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu A và Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, phát hiện và lập biên bản công ty Chính Phú Đầu tư Điện gió Hòa Bình một cấp chòi trong rừng phòng hộ với hàng loạt vi phạm như xây dựng nhà ở với chiều dài 17m, chiều rộng 16m, cách chân đến 50m về phía biển. Nhà ở dạng sàn 2 tầng, 1 trệt, 1 sàn, có kết cấu trụ bê tông cốt thép, sàn lót ván, khung dầm tre, gỗ, mái lợp vọt. Hiện trạng vi phạm xây dựng hoàn thành móng trụ bê tông cốt thép sàn lót ván, khung dầm tre, gỗ, mái lợp vọt. Nguồn gốc đất xây dựng nhà ở trên đất rừng phòng hộ thuộc phạm vi bảo lưu đê biển Đông về phía biển. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn phát hiện công ty Chính Phú Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 có hành vi vi phạm như xây dựng hàng rào có kết cấu móng bê tông dạng chân vịt, chiều cao 1,2m, chiều sâu 0,8m, song hàng rào có kết cấu bằng gỗ, cách chân đê 12m về phía đông. Hiện trạng vi phạm đã thi công xong móng bê tông dạng chân vịt và đang lắp đặt hàng rào bằng cây gỗ địa phương, có chiều dài 167m. Với hành vi vi phạm trên, ông Phạm Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình tiến hành xử lý hành chính đối với công ty Chính Phú Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1, đồng thời trả lại hiện trạng ban đầu cho hành lang bảo vệ đê.